Không có, mình phải ẵm con mình vậy nè, ẵm lên trên xe đó, tất cả anh em chị em ngồi cúm 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 nhau rồi chở qua cái điểm điểm khác diễn là khoảng 30 cây số. Rồi khi mà dọn xong là khoảng 1 giờ thì mình dọn qua tới điểm mới là khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em biết xuống đó rồi là phải nhờ vô cái nhà của bà con đó, ở tạm ở đó mới xin người ta ở, chứ đâu hồi đó đâu có khách sạn đâu. 10 ngày này bắt đầu mình mới đi qua điểm mới, vẫn tiếp tục cuộc hành trình y như vậy. Theo như gì anh kể là bé trong cái quá trình mà đi theo đoàn là cũng đã được dịp ở bên cạnh ông bà ngoại rồi. Vậy thì là còn ông bà nội, ví dụ nếu mà mỗi lần mà nhớ cháu quá thì sao, là đi theo đoàn thăm luôn hay sao? Thì bà nội dưới quê Sóc Trăng đó, ông bà nội đi theo đoàn cực quá rồi, thôi bây giờ con đem cháu về để cho ba mẹ nuôi. Nít mà có biết cái gì đâu, cứ nhìn ngơ ngơ ba mẹ, sao tự nhiên ba mẹ bỏ con nó đi. Nó thật với em, xé lòng, nước mắt chảy, đứt ruột, đứt gan, đứt từng đoạn ruột luôn. Nhưng mà vì cuộc sống, mình bắt buộc mình phải bỏ con, bắt buộc mình phải bỏ. Lần đầu tiên, Trung Tử Long xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem Đài Gần Xa. Một lời chào thân thương và yêu mến nhất. Và xin chào hai em, Tân Trề đẹp trai và Ngọc Trai cũng đẹp trai luôn. Em tên trai nó có lý do đó anh, bởi vì là dính vô đâu nó cũng được. Đẹp trai nhưng mà đừng xấu trai nha, buồn lắm. Anh phải chia sẻ chút xíu cho hai anh em biết là anh với chị đến với nhau khi nào. Thật lòng mà nói thì anh với bà xã của anh đến với nhau cách đây khoảng trên 30 năm. Bà xã của anh thì con của một nghệ sĩ cái lương. Khi mà anh nói ra thì chắc là hai em và tất cả khán giả trong và ngoài nước đều biết đó là nam danh ca Minh Cảnh. Sự tình cờ như là mình đi hát chung một cái đoàn đó, rồi bắt đầu mới có cái sự tình cảm với nhau. Cái lúc đó anh chưa biết gì hết, sao tự nhiên cái anh mỗi lần mà anh đi hát về cái anh nằm ói nó khó chịu mà luôn cả một tháng trời, anh không biết chuyện gì. Ủa sao? Dạ khoan, là anh nói hả? Anh nói mà. Rồi em hiểu luôn. Ngán giùm, ngán giùm, ngán giùm. Anh thấy cá anh cũng tanh mà thấy thịt cũng tanh. Mấy chị ở chợ cùng đoàn anh ấy, đó là anh ngán giùm bà xã đó, là anh ngán giùm bà xã đó. Thì nó bất ngờ ra là mình, bà xã mình đã có bầu. Hỏi bà xã, nói bà xã có bầu là gần 3 tháng rồi. Thì nói thật với hai em lúc đó khổ quá. Cuộc đời cái nghệ sĩ cái lương hồi đó là không phải là một mình anh, mà tất cả anh em nghệ sĩ điều khổ lắm, đi hát mà không có đồng tiền, đủ đồng tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày nữa. Quyết định hai chồng đi phá. Mà em biết không, cái đứa con anh cái mạng rất là lớn. Giờ lần thứ ba anh tới bà, cái gọi là bà mụ, mụ giường đó. Nó nói thôi cô chú ơi, cái đó là cái duyên số rồi, cái định mệnh như thế đó rồi, thôi để luôn đi. Cái anh mới suy nghĩ như thế này, đã là tạo quá, đã tạo cho nó là đầu thai lên thành một đứa con của mình rồi, thôi để luôn. Vậy thì là cái quá trình sinh bé ra thì là được đặt trong một hoàn cảnh như thế nào ạ? Hát xong cái bà xã nói anh ơi em đau bụng. Tôi đau bụng mà chuyển dạ đó. Thì tức tốc cho trong mấy chị em ở trong đoàn đó mới đưa đi sanh, mà sanh đã biết. Hồi xưa đâu có phải là vô nhà thương lớn lao gọi là mũ giường á, nấu nồi nước. Nấu nồi nước rồi sau đó là lấy hai ba cái khăn để trải đầy vậy đó, rồi ngồi xuống chuẩn bị hai ba đặng. Mọi chuyện thì rất là êm xuôi, không có chuyện gì trắc trở hết. Cái lúc đó rồi mình mới là lo nữa, mình lo mình phải làm thế nào để kiếm tiền mua khăn nè, mua tã cho con nè, rồi còn phải cho vợ nữa nè. Đuối quá rồi cái bắt đầu cái lúc đó thôi gửi bà xã về nhà của cậu vợ đó, là cách đó khoảng chừng 3 cây số. Cách cái chỗ sinh đó thì gửi về đó 2 tháng, mới có 2 tháng thôi. Về nhà rước bà xã đi theo đoàn luôn. Tại vì cái thời đó đi cải lương mà đâu có nhà có cửa gì đâu. Cải lương mà đi thí dụ như chỗ này thì 10 ngày, chỗ kia 10 ngày, bắt đầu cái đi suốt là quanh năm đi, chứ không phải như bây giờ có xe đưa về Sài Gòn hay là xe riêng đưa Sài Gòn. Cái lúc đó là anh phải đem con theo rồi đem vợ theo, mà lúc cái con mới có 2 tháng tuổi. Em
nghĩ là em có thể hiểu được cái điều này thông qua những gì mà anh chia sẻ thôi. Nó chỉ mới là sơ khởi thôi nha. Mà em đã thấy nó khổ rồi. Bé chưa mới có 2 tháng thôi, nhưng mà bây giờ mình không còn sự lựa chọn nào cả. Mình bắt buộc phải như vậy. Thì là trong cái khoảng thời gian đó, đối với anh á, thì cái việc chăm sóc con á, là giữa hai vợ chồng là sẽ thay phiên nhau. Ví dụ như là anh phải tập và anh phải diễn á, thì ở dưới là vợ chăm sóc. Rồi sau đó khi mà là anh xong công việc thì anh sẽ quay trở lại chăm sóc vợ con. Mình phải lo tất cả mọi thứ, vừa hát nè, hát xong rồi xuống còn phải lo cho con nè, rồi cho vợ nè. Đâu có người mà đi theo phục vụ đâu mà phải mình tự. Mà vợ mà bà xã mình lúc đó mới có tháng mấy 2 tháng rồi đâu có làm gì được đâu. Mình phải nấu một miếng cháo nè. Bởi vì hồi xưa nó đâu có sữa, thí dụ sữa thế này thế kia để mà bồi dưỡng là cho con bé đâu. Uống nước gạo à? Uống nước cơm mà lỡ mình nấu cơm mà rồi chắc nước ra đó. Rồi còn cơm nước thì nói chung là đi theo thì có đoàn lo rồi. Anh nói thật lòng với hai em, chưa có đứa nít nào mà như con anh. Anh dám nói luôn, con nít nào 6-7 tháng tuổi đó mà không khóc, không biết lý do gì, cứ tối vô là cứ uống sữa xong là ngủ thôi chứ không khóc. Chứ con của người ta là cứ khóc nhẹ ha. Còn này không có. Nghệ sĩ Thanh Tuấn đó. Dạ. Thì ảnh nằm kế bên, ngủ kế bên giường. Ông nói thằng này đúng là nó rất là thương cha thương mẹ nó. Nó thương ba mẹ nó biết ba mẹ đang trong hoàn cảnh khó khăn, cho nên nó rất thương ba mẹ nó bằng cách là không khóc để làm chi, để cho ba mẹ được ở chung cùng với nó với mình. Được nghỉ ngơi không? Thí dụ như Nguyễn hội trường vậy nè. Cái mỗi người căng liều ở chung với nhau chừng 40-50 người vậy đó. Nếu mà khóc la rồi đâu có ngủ được đâu. Cái đêm cuối của đoàn đó, hồi đó là đâu có cái gì mà để cho bé đâu, cái nồi đâu. Không có nha, không có. Mình phải ẵm con mình vậy nè, ẵm lên trên xe đó. Tất cả anh em chị em ngồi cúm nhà rồi chở qua cái điểm khác diễn là khoảng 30 cây số. Rồi khi mà dọn xong là khoảng 1 giờ thì mình dọn qua tới điểm mới là khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em biết xuống đó rồi là phải nhờ vô cái nhà của bà con đó, ở tạm ở đó. Mới xin người ta ở chứ đâu, hồi đó đâu có khách sạn đâu. 10 ngày này bắt đầu mình mới đi qua điểm mới, vẫn tiếp tục cuộc hành trình y như vậy. Theo những gì anh kể là bé trong cái quá trình mà đi theo đoàn là cũng đã được dịp ở bên cạnh ông bà ngoại rồi. Vậy thì là còn ông bà nội á, ví dụ nếu mà mỗi lần mà nhớ cháu quá thì sao, là đi theo đoàn thăm luôn hay sao? Thì bà nội với quê Sóc Trăng á, ông bà nội á đi theo đoàn cực quá rồi, thôi bây giờ con đem cháu về để cho ba mẹ nuôi. Nít mà có biết cái gì đâu, cứ nhìn ngơ ngơ ba mẹ, sao tự nhiên ba mẹ bỏ con ra đi. Nói thật với em, xé lòng, nước mắt chảy, đứt ruột đứt gan, đứt từng đoạn ruột luôn. Nhưng mà vì cuộc sống mình bắt buộc mình phải bỏ con, bắt buộc mình phải bỏ con. Mà lúc đó mới có 8 tháng tuổi, em ta từng có con. Em biết 8 tháng tuổi thì vẫn còn bú sữa mà. Dạ đúng rồi. Anh ở đây 8 tháng tuổi anh dứt sữa. Về cái ông nội đó, ông mới mua sữa mà là sữa bò. Bưng uống luôn chắc không có. Hồi xưa là phải đút vô cái chai có núm vú luôn này kia. Em sáng cái đó bưng ly, trưa bưng ly, chiều bưng ly. Vậy là xong. Thế nó hiểu luôn á. Như thế này nè, một cái điều này là mình mới xót xa nè. Lúc mà anh bỏ về cho bà nội nuôi là khoảng 8 tháng phải không? 8-9 tháng sau anh trở về. Dùm dơm vậy đó. Như là lơ, chẳng có biết mình là ai. Không nhận ra mình. Không nhận ra luôn. Ba cũng là tuổi mấy rồi hả? Tuổi mấy rồi. Tuổi mấy rồi. Mình lúc đó mình tuổi thương con mà tuổi cho cái phận của mình, tuổi cho cái phận của mình. Em nghĩ em có thể hiểu được. Con của anh cũng đã lớn rồi, chắc cũng mà phải bằng em hoặc là nhỏ hơn em tí xíu thôi. Khi mà ba mẹ em sanh em ra thì em không biết vì một cái lý do gì thì ba mẹ em để cho ông bà nuôi. Và tới năm em 6-7 tuổi thì đó mới là lúc mà là em mới nhận ra ba mẹ của mình. Cái quá trình mà ông nội bà nội nuôi đó cũng gian nan nữa, là tại vì em biết cái dưới quê cái thời buổi đó không có điện, chỉ đốt là đốt đèn dầu thôi. Sáng là hai ông bà khoảng chừng 7 giờ cái đi ra ngoài đồng, rồi đâu có bỏ nhà được, ở dưới quê mà ao mương rồi một mình bò. Thành ra ông bà nội mới ẩm đi ra theo ngoài cái bờ chuối ở ngoài để đi làm cỏ đó, mới để trong cái thúng. Trong thúng đó là để cơm nguội chứ như là đâu có trái cây gì đâu, cái chơi với tre cái liều cho anh ngồi đó. Anh ngồi anh đói quá cái bóc cơm ăn xong mệt quá cái nằm mẻo ngủ luôn. Cái hai ông bà đi làm cỏ rồi làm lúa rồi xong cái tới chiều cái về. Cái khi mà về mà nghe ba má kể lại đó là mình càng muốn rớt nước mắt nữa. Cái này là em đã được nghe lại về những cái gì mà nó đã xảy ra trong cuộc đời của anh thôi. Em thấy nó rất là nhiều biến cố. Thật ra em cũng không có muốn khai thác quá nhiều về những cái
em tạm gọi là những cái mặt mà đôi lúc người ta chỉ muốn quên đi thôi. Tại vì nó khổ quá, nhưng mà là đó lại là những cái mà nó hình thành nên con người của mình, hình thành nên nhân cách của mình ở thời điểm hiện tại bây giờ. Anh đã từng trải qua biến cố hôn nhân đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tại sao vậy ạ? Em biết cuộc đời mà, ai cũng có một cái hoàn cảnh riêng, một cái cuộc sống riêng. Tới một cái thời điểm nào, cái giai đoạn nào đó thì là bất đồng với nhau. Đứa con lúc đó dịp từ đồng lên khoảng 15 tuổi. Thì anh mới nói thôi bây giờ con cũng lớn rồi, thôi hai đứa mình sống một chuyện là không có phù hợp với nhau nữa thì chắc có lẽ là mình trả lại sự tự do cho nhau. Thì hai đứa mới đồng ý. Cách đây khoảng 17 năm thì anh có bước thêm một bước nữa, đó là sau này anh mới gặp được nghệ sĩ Hồng Hạnh. Anh với ông Hạnh mới đi hát, tình cờ đi hát chung với nhau, mới gặp. Tánh tình cũng dễ thương nhưng mà ca cũng rất là hay. Cái mình mới... Đậu. Anh ca rất hay, hôm nào có gì hay anh với em mà làm một song ca rồi kia. Cái đó là giống như kiếm cớ vậy. Từ từ rồi mới kết hợp với nhau rồi bắt đầu thấy cái gì nó cũng thuận thảo với nhau, suôn sẻ nhau rồi thôi, hai đứa mới tiến tới. Thì nó nói thật với anh với Hồng Hạnh tới hiện bây giờ là sống chung với nhau trên 15 năm nhưng mà chưa có một đứa con nào hết. Nhưng mà là hai anh chị là đã có tính tới cái vấn đề đó chưa? Anh rất là ham con, nhưng mà tại vì cái lúc mà anh gặp Hồng Hạnh đó, thì cái con đường nghệ thuật đó, thì nó thay đổi là gọi là thay đổi 80 độ. Wow. Là bình thường thôi, nhưng mà khi mà anh đã kết hợp với Hồng Hạnh rồi ra một sản phẩm rồi thì cái cuộc đời nghệ thuật của anh nó sẽ lật lại. Bây giờ trong hai mình phải chọn một. Thứ nhất là mình chọn sự nghiệp công danh hay là mình chọn con? Sự nghiệp công danh hay là mình chọn con? Thôi, một trong hai thôi. Ừ. Em có thể hiểu được cái điều này, mà với lại em lại khá là tôn trọng. Em mới tạm gọi là tôn trọng dì Hạnh luôn, bởi vì khi mà chị quyết định như vậy thì là cũng đã nghĩ cho anh rất là nhiều. Đúng rồi. Có đó là một cái điều sơ suất của anh và Hạnh. Thì anh chỉ cầu mong cho tất cả các bạn, các em phía sau trang lứa với anh. Thì thôi bây giờ, thí dụ như lập gia đình rồi đó, thì mình phải có một đứa con này để cho cái một cái gia đình ấm cúng tí. Còn về sự nghiệp thì mình cũng không cần danh vọng quá, mà chỉ cần là bà con đủ thương thôi. Đủ thương rồi, đủ thương, đủ quý rồi. Bây giờ là sẽ có một món quà mà chương trình đã bí mật chuẩn bị cho anh. Dạ. Món quà nó sẽ được hiển hiện ở đây cái tivi đó. Dạ, xin mời anh ấy xem ạ. Xin chào chương trình. Hôm nay Mạnh rất vui và vinh dự được tham gia chương trình thì nói về Trung Tử Long và Diệp Tư Đồng. Hai cha con người ấy thì anh nghĩ là anh Long thương con khỏi nói rồi. Bây giờ Mạnh kể một chút về chuyện vui trước. Mỗi lần mà anh Long ổng đi mua đồ cho Diệp Tư Đồng hay gì đó thì hay than là trời ơi, con nó lớn rồi mà mỗi chút thứ gì em coi đó anh cũng phải mua cho con hết. Cái Hạnh mới cười, anh nói có gì đâu, con mình cưng, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà có một ngày vui đó thì Hạnh nhớ là Diệp Tư Đồng mua một món quà gói thật là đẹp về cái hôm nay con tặng cha. Không, bất ngờ lắm, là nào giờ chưa bao giờ mà Diệp Tư Đồng tặng cha một món gì cả. Mở ra xem thì thấy một cái sách tay, cái sách mà để mang á, thì thấy Long cũng muốn xúc động, tại vì nào giờ con mình không có biết quan tâm tới cha, mà hôm nay biết mua một món quà về tặng, anh thấy điều đó là Long xúc động. Còn cái chuyện mà buồn lúc đồng 21 tuổi học đại học năm thứ hai rồi đó, đang học giỏi vậy đó, là quản trị kinh doanh, bỗng nhiên cái mê chơi cái bỏ học không học nữa, mà năm thứ hai rồi, cái đi khoảng 4-5 ngày về cái anh Long mới tóc lên đi kiếm, trời ơi đang đi học ngon lành gì mà tự nhiên giờ nghỉ học, đi mấy bữa thôi cũng về rồi cái không có nói năng gì hết, thì ngồi đó ba muốn la nói sao nói. Tại sao con học năm thứ hai rồi mà sao con không ráng học mà con đi chơi vậy đó, rồi sao được, giờ con muốn làm gì, muốn làm nghề gì hay là sao, con phải nói cho ba. Cái Đồng mới nói là bây giờ con thích hát thôi, con không thích học, học không nổi rồi thì đi hát với cha. Rồi đó đi đâu hát đâu thì cũng gì với cha rồi cứ ba người vậy đó. Mình là nữ lúc nào cũng được ưu tiên, những nặng nhọc hay những cái chuyện gì thì hai người dành làm.
Dạ, Diệp Thi Đồng rất là hiền. Chung là những kỷ niệm vui buồn nhiều lắm. Nhưng mà Hạnh nhớ đi hát tỉnh thì Hạnh mang đôi giày cao. Một tức rưỡi thì không thể nào đi một mình, cũng phải có người dịnh. Cho nên là Diệp Thi Đồng lúc nào phải đi sát bên dịnh, dịnh cho Hạnh đi. Hạnh cũng cảm thấy rất là vui. Tại vì lẽ ra Long phải dịnh cho Hạnh, dịnh nắm tay Hạnh đi. Nhưng mà Long không có làm điều đó. Nhưng mà con trai thì làm, con trai thì dắt gì đi. Cho nên Hạnh cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn nói với anh Long thì Hạnh muốn nhắn nhủ đôi lời. Anh ơi đã dặn dò nhau sao lòng anh không nhớ. Để buổi chia tay chỉ mình em nức nở dõi bóng người đi mà lệ nhỏ đôi dòng. Anh như áng mây theo cơn gió bên bông, gió chở về đâu sao không về qua lối nhỏ để hai đứa mình hòa hẹn bên nhau. Ôi khung trời nào đầy ắp trăng sao mà chốn ấy anh đi hát khiêu niềm tâm sự. Thầm trách anh mà vẫn thấy thương anh, bởi giữa đời thường biết bao là cảm bay. Rồi, xin cảm ơn chương trình và xin chúc cho hai cha con nhiều sức khỏe và trẻ đẹp mãi. Đó là niềm hạnh phúc của Hồng Hạnh rồi. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Xin chào mọi người. Chào chị. Trời ơi, ca bùi quá. Trời ơi, nghe mà sướng hết cả người luôn. Chắc là anh chị cũng tâm sự nhiều ha, nhưng mà không phải lúc nào chị cũng rút hết ruột gan ra để mà là nói những điều này với anh. Cảm ơn một người bạn đời những gì muốn nói để gửi gắm lời thật lòng đối với Trung Tử Long. Thì Trung Tử Long cũng xin nói thật luôn. Và Trung Tử Long xin hứa là không làm bất cứ một chuyện gì để cho một cái người bạn đời mình buồn, và sẽ cố gắng làm những cái gì tốt đẹp để tạo dựng lên một cái nền tảng vững chắc cho một cái tổ ấm, một cái mái ấm gia đình của Trung Tử Long và Hồng Hạnh. Em hứa luôn. Dạ, dạ em hứa cho gia đình em luôn. Có hứa không? Hứa luôn đi. Hứa. Cái này là hứa nha. Hứa, dạ. Hứa hết luôn. Em hứa, ba anh em tụi em hứa hết luôn. Thì em hứa đó nghe. Dạ.